Xin chào anh em, mình là Linkady, game gì mình cũng test. Chính vì thế ở channel của mình, anh em có thể cập nhật được thông tin, gameplay, gift code và hướng dẫn tân thủ của những tựa game mới. Còn nếu như anh em là fan của One Piece, của huyền thoại hải tặc thì nhớ ghé kênh Linkady Gaming của mình nhá. Ở đây thì mình chỉ đăng huyền thoại hải tặc mà thôi. À, nếu thỉnh thoảng có game One Piece gì hot thì mình cũng sẽ test thử anh em ạ. Và To Be Continued, đây là kênh thứ ba của mình làm riêng về hành trình AFK, AFK Journey đấy anh em ơi. Nếu như anh em cũng chơi thì ghé qua đây nhá. Cuối cùng, để có trải nghiệm tốt hơn cũng như là hỗ trợ kênh, anh em có thể ấn đăng ký hội viên và trở thành fan bê tông với nhiều đặc quyền như là truy cập sớm vào các video mới này, được cấp biểu tượng và hình dáng đặc biệt này, ưu tiên trả lời bình luận và được tham gia bình chọn để quyết định cho các video vào buổi livestream sắp tới. Anh em hãy ấn nút tham gia ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ đặc quyền nào nhá.